Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 9 tại Công ty Điện lực Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đồng chí Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về định hướng phát triển lưới điện Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hưng Yên, đơn vị hiện đang quản lý vận hành 234 km đường dây 110 kV và 12 trạm biến áp với công suất đạt 1.420 mV/A, trên 2.000 đường dây trung áp, trên 6,7 nghìn km đường dây hạ áp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 8 tháng đầu năm nay, sản lượng điện toàn tỉnh đạt 2.965 triệu kWh, tăng trên 9% so với cùng kỳ năm 2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định những năm gần đây, chất lượng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh được nâng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Đồng thời biểu dương ngành điện Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp điện ổn định và an toàn trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh ngày càng phát triển. Với định hướng quy hoạch về phát triển công nghiệp và đô thị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự phát triển của ngành điện Hưng Yên, đẩy nhanh tiến độ dự án trạm biến áp 220 kV nối cấp trong trạm 500 kV phố nối, đáp ứng nguồn điện phát triển công nghiệp đô thị của tỉnh trong thời gian tới. Địa phương sẽ hỗ trợ ngành điện cho công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện.